Xin chào các bác, chào mừng các bác đến với shop bên câu Nhật bãi của em. Chúc các ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay em lại tiếp tục về bác một lô hàng mới nhé. Ở lô ngày hôm nay thì có vài chiếc cần ISO. Hôm nay thì kiếm cho bác được vài chiếc cần siêu tầm nhé, bản dây trong màu trắng. Bản này giờ đang khá là hiếm nhé, và một loạt cần lục luôn. Đấy thì các bác xem clip của em ngày hôm nay, ưng được cái mã nào thì báo cho em nhé. Số điện thoại chốt hàng của em là 0326 267 369. Em để góc màn hình với nhé. Các bác cứ ưng là bác báo cho em. Hôm nay thì sẽ có 3 chiếc cần mới. Em sẽ vào cái mã đầu tiên nhé. Mã đầu tiên sẽ làm chiếc cần của Holiday ISO. Ở dòng này là sản xuất tại đây, em bóc luôn cho bác ta xem ạ. Bản này là bản xuất tại Chile xuất nhá, dài 4,5 m, cứng 2, mới tinh. Đấy, có bao có nhá, có bao đựng, có hộp luôn, quá đẹp. Ở bình thường con này thì giá khoảng tầm 700.000 có nhá. Có hộp, có bao mới này thì các bác 50 nữa thôi. Là 750 nhá. Mã này mã số 1, cần mới tinh, chưa sử dụng. Thông số như sau. Đâu nhỉ? Thông số nó ghi chỗ nào em nhìn chưa ra. À đây, xả nó ngay đây các bác nhá. Dài là 4,51 các bác nhá. Đấy, nó dài thêm một phân, các bác sao cần nó bị sai thì em chịu. Lăm nóng 102 g, nặng ngoặn 1,02 ly, hoàng vạn nhầm. Dài 4,50 m này, gồm 5 khúc này. Chỗ này sẽ là chiều dài thu gọn 1,02 phân, nặng 160 g, ngoặn 1,4, gốc 19,7, cứng từ 1 đến 4 h, chất liệu carbon là 91,6%, 750.000. Mã số 1. Đấy, cần có bao có hộp nhá. 750, cần mới, không phải xem, khẳng định cho bác là mới tinh nhá. Đấy, bác xem mẫu bên ngoài thôi. Đấy, mã 1. Sang mã 2 này, mã 2 cũng là một chiếc cần sản xuất tại Chile nữa nhá. Ôi giời ơi. Cần này cũng mới tinh nhá, một chiếc cần của Daiwa. Dài là 5,3 m, đột 3. Đấy, cũng mới chưa sử dụng luôn. Đấy, bác nào thích đánh đồ mới con thì đánh con này. Ôi, cần này là cần chưa sử dụng, sinh ra là rất là đẹp, 5,3 m/3, mới tinh, thông số này. Con này có chiều dài là 5,30 m này, thu gọn 103 cm này, 6 lóng này, nặng là 300 g này, ngọn 1,4 ly này, gốc là 24,1 này. Độ cứng con này thì lên 5 h tối thiểu tối đa nhá. Con này thì chất liệu carbon 96% coi nhá. Đấy, mới tinh, 5,3 m, đọt 3, có bao đựng, có hộp. Đọt 3 này sẽ lên đến 900.000 quá nhá. Đấy, mã số 2, mới tinh, chưa dùng. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, chưa xuống nước. Sang mã số 3 này, số 3 sẽ làm chiếc cần ISO nữa, cũng của Chile xuất nhá. Ở đây sẽ làm chiếc cần dài 4,5 m, đọt là 1,5. Đấy. Bản này thì nó sẽ cao đời hơn cái bản này một chút xíu, nhưng mà nó lại mềm hơn một tí các nhá. Cần cũng chưa sử dụng, gốc sẽ là màu kim tuyến. Đấy, lắp chụp đẹp long lanh nhá, chưa sử dụng tí nào luôn. 4,5 m đợt 1,5. Con này thông số như sau, dài là 4,50 m, gồm 5 lóng, thu gọn 103 cm, nặng 150 g, ngọn 1,2 ly, gốc 19,7. Độ cứng từ 1 đến 3 các nhá, chất liệu carbon là 90%. Con này cũng lấy các bác là 750 k nhá. Đấy, 4,5 m. Mới chưa sử dụng. Mã số 3, 750. Cái dòng này thì nó là dòng tầm trung, dùng được và tầm trung nhá. Giá cũng khá là ổn định. Đấy, ba mã đầu tiên là có hộp nhá. Ở cái bao thì nó bóc ra ngoài đây này. Họ để cái bao ở ngoài này, này quận hết vào nhau, em chưa có thời gian tách thì tí nữa các bác lấy thì em sẽ nhét vào sau. Xong mã thứ tư nhá. Ở mã số 4 này sẽ làm chiếc cần của hãng Daiwa, sản xuất tại Nhật nhá. Bản màu trắng này thì mặc định là Nhật sản xuất. Từ cần dòng này thì có dây trong và có cần 3 khúc dây trong nhá. Cái bản màu trắng này này, có một bản cần lua. Nói chung loanh quanh cái bản dây trong là nhiều, còn bản màu cần thường thì chưa thấy chiếc cần nào mà như thế này. Đấy, dài 5,2 m, đọt số 4 nhá. Màu trắng, con này thì ngoại hình nó có xước một chút xíu. Đây các bạn này, thỉnh thoảng có vết xước nhá. Màu trắng này thì nó khá lộ, nên là cần xước nhìn rất là dễ, có xước coi nhá. Bản này thì là bản anh em săn rất là nhiều. Phần trên này thì đẹp, không có xước. Đấy, cần trắng mà các bác xước các bác nhìn các bác biết ngay.
Đấy, cần trắng này thì rất là lộ xước nhá, lộ xước vì bên trong nó là màu đen, xước phát là nó lộ ngay. Đầu u là loại xước xích này. Đấy, con này bây giờ ngoại hình đẹp, bây giờ có thể lên đến gần 2 triệu một cây nhá các bạn này. Nó này đang tăng giá thì con này đang xước xác một chút xíu, thì em sẽ lấy bác giá hợp lý này, cân nặng này 370 g, 3.68 ly, lấy các bác là 1.400.000 con này, mã số 4. Đấy, hàng hiếm. Xong mã số 5 này, số 5 thì đẹp hẳn các nhá. Ở số 5 thì đọt nó bé hơn một tí, nó là đọt 3 thôi, nhưng mà phôi con này có thể nói là tuyệt hảo, cực kỳ đẹp nhá. Cũng có một vài xước vết bé nhưng mà nó không lộ và rất là đẹp. Đấy, con này còn rất sáng nhé, con này để bắt sưu tầm được này. Ngoại hình cực kỳ đẹp, quá đẹp. Con này để bác sưu tầm nhá. Đấy, rất là đẹp. 5m2, đặt số 3, một chiếc cần mã số 5 của Đài Hoa, cân nặng này 320 g, ngọn là 3.04 ly, giá con này là 1.500.000, mã số 5. Đấy, hàng đẹp nhá, có 2 cây thôi. Rồi sang mã số 6. Số 6 thì sẽ là một chiếc cần cũng khá là hay nhá. Con này sẽ là zoom được gốc nhá. Con này thì zoom để cho bác câu các bác nào thích câu gì nhỉ? Câu ISO thì câu, mà các bác nào thích câu bạt thì câu nhá. Bạt thì các bác kéo đít này nè. Đấy, bác sẽ cắm xuống ống để bác câu. Còn bác nào thích câu ISO thì rút nó lại, nó ngắn lại, nó sẽ thành cần ISO bình thường. Đấy, lợi thế của chiếc cần này là sẽ có hai cái ưu điểm như thế. Ở chiều dài đây là 5m3 nhá, là khi chưa zoom. Còn zoom sẽ lên được 5m rưỡi. Đây sẽ là một chiếc cần bản X zoom của Daiwa, của Shimano, sản xuất tại Nhật nhá. Phôi của dòng này sẽ cực kỳ thanh, và vân nó sẽ là vân hay da bông thôi nhá. Đấy, các bác xoay nghiêng dòng này sẽ có vân hay da bông. Được trang bị khoen bát đều Fuji nhá, phôi bên trong còn khá là đẹp, khôi rất sáng luôn này. Đấy, phôi rất là sáng nhá. Con này thì người chủ sở hữu họ chế thì nhìn nó hơi bẩn bẩn một tí nữa nhá. Cái dàn khuyên này này là họ sợ bẩn, thì là họ đã sơn một lớp sơn xanh vào cái phần khuyên. Đấy, còn khuyên thì không nứt nát gì nhá, cực kỳ đẹp luôn, zin hết 100%. Đấy, khuyên được họ bụ, họ phủ cái lớp keo này, các bác phải bóc thì cũng ra thôi, nhưng mà nhìn nó hơi bẩn một tí, lớp keo bóc là ra nhé. Đấy, bóc là ra, nhưng mà người ta để một là trang trí hay là người ta muốn bảo vệ khuyên gì đấy thì em lấy sang bán vậy nhá. Còn phần gốc này là người ta đang quấn một cái lớp dòng cao su lon, cái này thì bóc phát là ra là hết. Đây này, em thì em định để luôn, thì các bác về nhiều các bác thích để luôn đây các bác này, các bác theo ạ. Đây nó là một lớp cao su lon nhé, cái lớp này bóc thì một phát ra là thân cần cũng sạch luôn. Bóc thử gốc cho bác xem luôn nhá. Em thì lấy thế nào về em bán cho bác như thế, chứ em cũng không có thời gian là em về em lau chùi sạch sẽ để em tuốt lại cho bác, gần như là không luôn nhá. Đây này, đấy, cái lớp cao su này là cao su lon, họ quấn vào đây là có cái tác dụng là bảo vệ cần, tránh cần bị xước xác, bị bẩn. Đấy, khi bóc ra này rồi ấy, các bác chỉ cần lấy một cái cana cũng được, các bác lau một lượt là cần sẽ sáng bóng luôn nhá, vì nó đang lớp keo của dòng keo đấy. Đây này, bác biết thì nó hết nhá, được chưa? Cần này còn rất là đẹp, 5m3 đọt 5, con này nguyên bản nguyên siêu mà không bẩn, không chế cháo gì, khoảng 2,5 triệu một cây thôi nhá. Con này nó đang có chế về cái độ màu với cả bẩn khuyên trên cần, nên em giảm giá cho bác này. Ngọn là đúng 2 ly tròn nhá, cân nặng là 460 g, con này lấy các bác là 1,9 triệu. Nếu các bác chịu khó lau chùi cho em một chút, chỉ cần lau chùi rất là đẹp. Mã này là mã số 6 nhá. Ok, sang mã số 7. Số 7 sẽ làm chiếc cần dây trong nữa nhá. Ở con này với cả con này là hai con cùng một chủ sở hữu. Con này có chiều dài 5m2, đọt là 1.2. Con này được sản xuất tại Nhật nhá, một chiếc cần dây trong của hãng Shimano, sản xuất tại Nhật, được trang bị bát là bát Stylit, khoen là khoen dẫn cước đời mới loại xúc xích này. Phôi cực kỳ đẹp nhá. Con này thì không chê, con này cực kỳ đẹp quá nhá.
đây sẽ làm chiếc cần dây trong thuộc dòng đời mới một chút xíu. À, cái đầu bu trên này cũng rất là bình thường nha, nhưng mà người chủ sở hữu là người ta có quấn cái người ta có bôi một cái lớp keo màu xanh lên. Cái này thì các bác bóc ra là hết nhá, lau là hết, lấy cái cala các bác tẩy đi nó hết, nhưng mà thôi cứ kệ nha, em cứ để vậy, lấy sàm bán cho bác vậy nhá. Đấy. Ok. Mã số 7 cân nặng này. 210 g đây, đít này nó còn có cả cái cuốn bảo vệ này, bóc ra luôn qua xem. Đấy nhá. Đấy, đít còn nguyên. Đít vặn là cái này là vặn đời cao đấy nhá. Đấy, có bảo vệ đít luôn. Nặng là 210 g rồi này. 2.8 ly. Con này full đẹp thì 900 nhưng mà người ta đang bẩn thế này thì các bác lau chùi cho em, nếu bác là 800 ngàn thôi, mã số 7. Đó, sang mã số 8. Số 8 cũng làm chiếc cần VIP nhá. Ở đây sẽ làm chiếc cần của hãng Ula Plus, bản này thì cũng khá là hiếm nhá, ít gặp. Đặc biệt đi show shop em cái dòng này rất là khó. Khó kiếm mà giá Nhật người ta dùng nhiều. Xin là giá khá là cao. Đây sẽ làm chiếc cần ISO của LFT bản đời mới. Khuyên là khuyên Fuji Xích nhá, cực kỳ đẹp. Vân là vân hay da, bản vân Ola Plus, nó đây này, nó ký hiệu của cái bản Caro nói này. Là Caro, hình Caro nhá. Chéo nhau. Có nhìn thấy vân không ạ? Vân dòng này thì này cần bên trong cũng còn nước các bạn này. Ngoại hình con này còn rất là đẹp các nhá. Có định vị lóng này. Quá đẹp nhá, con này là có định vị nóng này. Vân hai da lên tận trên ngọn trên cùng nhá. Đấy, vân hai da lên tận trên ngọn luôn. Một chiếc cần LFT vân hai da dòng Caro đời mới, cực kỳ đẹp. Ngoại hình đẹp cực đẹp có nhá. 5m3.3. Đít lở đẹp long lanh luôn. Đấy, cần này là cần đáng để bác sưu tầm nhá, cân nặng này. 270 g, gọn 1.53 ly. Đấy, bản này thì 1.900.000 nhá, cực kỳ đẹp, hiếm. Đây, rồi sang bản thường hơn một chút xíu này, sang mã số 9. Ở số 9 sẽ làm chiếc cần của Daiwa nhá, dài 5m3.1. Bản này là bản có ghi make Japan ở đây nhá. Đấy, bản này các bác câu nhiều biết dòng này thì phôi sẽ nhỏ, thân nhỏ thôi nhưng mà dòng này cực kỳ thanh. Đấy, có định vị khuyên nhá, à quên, có định vị lóng, còn khuyên hay không thì mở ra đã mới biết được. Đấy, một chiếc cần ISO của Daiwa, dòng này cực kỳ lẩy luôn, có định vị lóng nhá, định vị khuyên ở lóng thứ hai thứ ba. Đấy, còn định vị khuyên ngọn xem nào. Rồi, con này là có cả định vị khuyên ngọn các nhá, nối long phụ. Đấy, ngọn đây và có định vị khuyên ngọn cho các bác nhá. Zin đẹp này, đẹp hết cho các bác này. Ôi. Một chiếc cần là 5m3.1 cân nặng này. 180 g, dòng này thì khá nhẹ nhá. Ngọn là 0.97 ly. Giá 1.100.000, mã số 9. Mã số 10. Mã số 10 sẽ là một chiếc cần ISO của dòng Holiday ISO, dài 5m3.2. Đấy, một chiếc cần của Holiday nhá. Dòng này thì nó quá thông dụng rồi. Dài 5m3.2. Bát Fuji, khoen Fuji, không lỗi làm gì. Con này phôi còn cực kỳ đẹp nhá. Đấy, phôi quá đẹp luôn. Mã số 10 nhá. Đấy, con này thì đẹp thì em lại xóa nhanh luôn nhá. Con này không có lỗi làm gì, rất là đẹp, cân nặng này. Hai 1.44 ly, 650k thôi con này, hôm nay cho bác nhá. Sang mã thứ 11 sẽ là một chiếc cần ISO của hãng Shimano, dòng dây trong, dài 5m3.2, được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji nhá. Con này sẽ được trang bị dần hai phôi, hai da là phôi da bông nhá, coi nhá, cái vân nó quấn quấn kiểu dạng bông bông, nó như cái lớp bông ấy, còn là hai da bông.
Còn dòng cần bình thường mà không có lớp hai da bông này thì nó sẽ không hiển thị nhé. Đấy, phôi còn đẹp, vân hai da bông lên tận trên ngọn luôn. Đầu bu là loại sứ xám. Con này cái loại dẫn cước là loại sứ xám nha. Đấy, 5m3 đột 2, cân nặng này 200g. Ngọn là 3.04 ly và lấy các bác là 700.000. Đấy, mã số 11. Đấy, bắt đầu chuyển sang sút nhá. Sút thì hôm nay có hơn chục cây sút cho các bác. 12. 12 sẽ làm chiếc cần sút Nidder 4m5 cứng DX nhá. Đấy, dòng này thì em bán quá nhiều rồi, mà gần đây anh em cũng ủng hộ rất là nhiều. Cái dòng này thì giá là tầm trung và độ chơi của nó thì nó khá là chất và khá là bền bỉ, độ phôi dày. Con này phôi rất sáng quá nhá. Đấy, phôi sáng đẹp. Bốn mét linh năm DX, cân nặng 407g, ngọn 2.48 ly, 1.900k nhá. Ngoại hình đẹp, còn ngoại hình xấu thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái dòng này thì cái phôi của nó sẽ rất là dày nhá. Tháo cho bác xem nó ít luôn. Đấy, phôi rất là dày và phôi có màu nhá, zin đét lên đẹp nhá. 1.9, mã số 12. 13 sẽ làm chiếc cần tay. 13 này sẽ làm chiếc cần tay của dòng nội địa nhá. Chất liệu carbon ở đây là carbon rút, dài 7m2, độ cứng tương đương tầm 5H. Thân khá là to nhá. Con này thân là thân khoảng 30. 28 này con này. Đấy, dòng này để cho bác câu chép, câu dòng cá tầm trung 4-5kg đổ về là câu ngon lành nhá. Phôi cũng khá là đẹp và độ cứng cũng cao, ngọn to. Đấy, dòng Nhật thì nó lại không cứng theo kiểu là 82 mấy nhá. Cái bản này nó cứng khoảng tầm 64. Khi bác co bo cá thì cần nó sẽ cong tròn. Đấy, cảm giác bo cá khá là phê. 7m2 nhá, nội địa, cân nặng này 360g. 2 ly tròn ngọn lấy các bác là 700k và cho bác đánh chép nhá. Đấy. Sang mã 14 này, 14 sẽ làm chiếc cần Spin Joy. Cái bản Spin Joy này gần đây là cũng đang em lại không săn được. Nó rẻ lắm, dòng này thì nó rẻ hơn dòng Sun Leader một khúc. Ở đây sẽ làm chiếc cần Spin Joy dài 4m25, cứng là cứng CX nhá. Đấy, sản xuất tại Chila, xuất Nhật, được trang bị bát là bát Fuji. Khoen là khoen Fuji. Con này thì nó khác cái phôi con Indo một chút thì nó nặng hơn một tí và cái lại không có định vị khuyên trên ngọn đấy, thế thôi. Còn ngọn lại thì phôi nó rất là dày và khỏe các nhá. Con lại rất là đẹp, không lỗi làm gì đâu. Đây cái phôi rất đẹp con này. Đấy, một chiếc cần đẹp. Phôi đẹp nhá. Đấy, con này thì đẹp cũng đi nhanh này, nặng là 440g. 2.57 ly. Con này lấy bác là 1.400k. Đấy, mã thứ 14. Quá êm nhá. Mã 15 này. 15 thì sẽ là một chiếc cần của Lansut. Ở bản này thì cần nó sẽ được trang bị dàn khuyên khá là ngon nhá. Khuyên này sẽ là khuyên đời mới và sẽ được trang bị dàn khuyên là khuyên xích. Đấy, còn Sut Nidder của bản Indo thì sẽ là màu trắng, còn cái bản này nó sẽ màu hơi lâu một xíu nhá, còn khuyên sẽ là khuyên xích nhá. Đấy, một chiếc cần Lansut dài là 4m50, cứng là cứng 30. Đấy, còn cứng 33 hôm trước mà 4m25 thì giá là 2.900.000 thì anh em khoảng quá trời. Hôm nay thì là cứng 30 rồi nhá. 30 thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Mà được lợi thế con này sẽ dài 4m50. Đấy, một chiếc cần dài 4m50, phôi bên trong còn cực kỳ đẹp có nhá. Đây các bác có thể soi cái phôi, các bác chỉ cần nhìn qua là biết đẹp không này. Đấy, phôi này rất là đẹp có nhá. Dòng này có định vị khuyên ở trên ngọn. Khuyên xích đẹp, long lanh. Đấy, 4m50. Con này mà cứng 33 thì nó khoảng tầm trên 3 triệu một tí nhá, vì nó 4m50, cứng 33, cân nặng này 400g, quá êm luôn. 2.57 ly. Một chiếc cần sút lan sút của Chi Daiwa, sản xuất tại Chila, xuất Nhật, dài 4m50 cứng 30 nhá. Con này hôm nay lấy các bác là 2.600k, mã thứ 15 nhá. Mã thứ 16 này. Còn nếu các bác thích lấy mềm hơn giá thì bác đánh con Premier sút chữ đỏ này. Sút chữ đỏ này sẽ là 4m05 nhá, cứng 27. Đấy, bản này thì phôi cũng rất là cứng nhá. Phôi con này bên trong còn khá đẹp này, các bạn thấy không ạ? Đấy, vẫn còn rất là đẹp nhá. Phôi bên trong rất đẹp. Dòng này là cũng cố định vị khuyên cho các bác.
Đấy, cần thì đẹp. Dàn khuyên là Fuji. Đầu bu loại số xích nha. Đấy. 4m05 cứng 27 cân nặng này. 390 g. Ngọn là 2.8 đi, ngọn này khá to nhá. Lấy các bác là 1.650.000 mã thứ 16. Đấy, êm chưa? Quá êm nhá. Sang mã thứ 17. 17 sẽ là một chiếc cần của Pro Swing. Pro Swing thì bản này sẽ đắt hơn bản này nhá. Đấy, nó đắt hơn cả hai bản này luôn. Đây sẽ làm chiếc cần Pro Swing. Con này được sản xuất tại Nhật. Đấy, bản này bản sản xuất tại Nhật nhá. Dài là 4m05, cứng là cứng 25, cứng tương đương EX để cho bác nào thích đánh gần bờ. Con này thì được chủ sở hữu của họ là họ đổi lên đã được rời bát rồi nhá. Đấy, cái bát của nó sẽ là cái vết này này. Đấy, đặt bát vào đây nhưng mà họ lưng lên chứ không phải hạ xuống. Đấy, con này là họ lưng lên có nhá. Bát con này đang bị lưng lên. Nhìn cái vết bát này người ta làm cũng khá là đẹp nhưng mà nó đã bị rời bát rồi nhá. 4m05, cứng 25. Con này dàn khuyên sẽ là dàn khuyên màu đen, xám và lõi sứ là lõi sứ xích cơ nhá. Đấy, con này thì dàn khuyên nó y chang con này. Đấy, cái đời khuyên của dòng này nó sẽ màu tím này các nhá. Đấy, kể cả Nhật hay là của China thì dàn khuyên nó cũng tương đương nhau nhá, đều của Fuji hết. Đấy. Nó tùy theo đời, suit leader nó sẽ màu trắng, con Daiwa thì đăng nó sẽ là màu xám một tí, còn khuyên thì đều đẹp cả nhá. Đấy, một chiếc cần Pro Swing của Nhật sản xuất. Có định vị khuyên con này sẽ là định vị khuyên lục giác nhá. Đấy, định vị khuyên lục giác Wheelock. 4m05, cứng 25, cân nặng các bác này. 350 g. 2.63 ly. Con này các bác là 2 triệu tròn nhá. Đấy, cứng EX, khuyên xích để các bác chơi. Quá im. Sang mã 18 này, 18 sẽ làm chiếc cần sút nữa. Con này sẽ là bản sút spin. Đấy, cái bản này với cả bản sút leader với cả những cái bản này thì cái phôi với cả cái thân cái đít thì nó tương tự nhau nhá, nhìn gần như là giống nhau. Đấy, con này chiều dài là 4m50, cứng là cứng E. Cứng 25, sản xuất tại Hàn Quốc. Bát Satellite, khoen là khoen Fuji nữa, sứ xám. Phôi bên trong cũng còn rất là đẹp. Cái máy này của em nó là máy điện thoại, quay như là cái độ phân giải nó tốt nhưng mà nó cái lấy led nó hơi chậm. Còn nhiều một số máy họ không lấy led, em cài mãi mà không kiểu ấy nét được, nó vẫn cứ tự động lấy led. Bình thường là không cần lấy led nó cứ led mãi được, không cần tự động gì cả thì ngon. À, con này sẽ có định vị khuyên nhé, mà định vị khuyên con này nó chỉ có lớp sơn và có một lớp keo da cường ở đây để nó chặn lại cái khuyên đấy nhá. Nó không có ngấn nổi lên như dòng khác. Cái này thì nó có cái hai lợi thế của nó là nó sẽ không bị vỡ khuyên nhá. Còn định vị khuyên thì nó hay bị lứt khuyên, phá khuyên. Đấy, 4m50 cứng 25, một chiếc cần Hàn Quốc cân nặng này. 440 g. 2.63 đi con này, nó bằng 1.500.000, là cái bản này thì giá nó mềm hơn một chút đi đầu một chút. Sáng mã 19 này, 19 sẽ làm chiếc cần tay dây trong nhá. Con này sẽ làm một chiếc cần một chiếc cần lục dây trong. Cần này gọi là cần lục dây trong. Con này được trang bị vân là vân hai da đấy có nhá. Ở gốc này nó có lổ cái vân hai da không? Mà hơi mờ nhỉ, phải nhìn trực tiếp cơ. Ở đây sẽ làm chiếc cần của Daiwa, dài 4m2, cứng là cứng 27. Đấy, một chiếc cần con này đã được hạ bát rồi này. Bát đầu tiên ở trên này có nhá, mà được hạ xuống dưới này một chút rồi. Đấy, bát này các bác có thể tự là các bác câu lục luôn được rồi. Dài 4m20, cứng 27 nhá. Một chiếc cần dây trong của Daiwa. Loại sứ dẫn cước xem nó sứ xám nhá. Đấy, phôi thì còn rất là đẹp. Có nhìn phôi nhá, phôi còn khá đẹp nhá. Còn vài xuyên xước ở gốc. Độ cứng tốt, dòng dây trong cái bản màu xám này thì nó lại không đắt, bản màu trắng tinh thôi thì đắt, còn bản này thì bình thường. Nặng là 440 g. Ngọn 3.63 thì lấy các bác là 800.000 cái này thế này. Mã số 19. Mã 20. 20 sẽ làm chiếc cần y chang chiếc cần nãy nhá, nhưng con này thì nguyên bản chưa hạ hết gì. Ở chiều dài là 39, độ cứng là 25. Đấy, 39 này thì ngon quá nhá. Đấy, anh em là đang thích dòng ngắn nhiều hơn, dòng dài chắc là dài có sẵn hết rồi, bây giờ muốn sắm một cây ngắn thì lại hiếm. Con này phôi còn rất đẹp quá nhá.
Ui dạ, cần như không dùng nữa, còn rất là đẹp. Loại sứ là loại sứ dẫn cước này. À, loại sứ là sứ màu xám, dẫn cước màu xám. Loại sứ xám không phải loại sứ xích nhé. Cần đẹp, 4m39, cứng 25, cân nặng này 370g. 3.52 ly. À, con này nếu bác là 750k, dây trong thì nó lại không đắt nhé, tầm trung trung thôi. Rồi sang mã thứ 21 là một chiếc cần tay, đây là một chiếc cần dây trong. Đây nó lại chiếc cần dây trong của cái hãng mà em cũng chưa nhìn thấy lần nào. Con này sẽ được trang bị bát là bát Stanley nhá. Đầu tiên chiếc cần này em nghĩ nó là chiếc cần của Simlo. Simlo có một cái bản màu 7 màu như thế này, trắng đỏ và là lâu xám nhá. Nhưng mà đến lúc về lấy trực tiếp ở tay ấy, thì nó lại không phải. Con này nó ghi ở đây là chữ Hán, chiều dài là 5m4, gồm 12 lóng. Phải không nhỉ? Sao nhiều thế nhỉ? Để em đếm thử đúng nhá. 1 lóng này, 2 lóng này, 3 lóng này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10, 11, 12 lóng. Đúng 12 lóng các bạn. Con này dài 12 lóng, nó là thuộc dòng cần thu gọn, nhưng mà cái đoạn chỗ này em đóng mà nó không xuống. Giờ nó dài bằng chiếc cần bình thường là rơi khoảng gần 1m. Chỗ này nó không có thu lại được nhé. Không biết lý do gì, em cũng đã thử dỗ mấy lần nhưng mà không thấy nó xuống, nên thôi em cứ để nguyên bán cho bác nhé. À, thật chết rồi. Chiếc cần này nó không phải là chiếc cần dỗ xuống mà nó làm chiếc cần rút ra các bạn ạ. Thôi chết rồi, sáng nay em dỗ mạnh quá nó lại vào rồi, bây giờ mới nhớ ra. Bản này sẽ là bản cần rút ra chứ không phải là cần bản cần rút vào. Sáng nay em dỗ 4-5 lần chặt thì hơi khó ra rồi, ngu rồi. Bây giờ tháo lớp vít ra nó không ra mới nhớ ra là bản này nó là cái bản rút ra, nó không phải bản đóng vào. Em lại tưởng nó từ bên trong rút ra, mình dỗ xuống thì nó vào, bây giờ mình dỗ nó còn chặt. Cũng dỗ 2-3 lần rồi, em nghĩ lực cũng khá là căng ở đấy. Rồi tháo ra hơi khó. Thôi, dù sao thì dù kể ra rút ra được thì cần này sẽ có giá trị hơn nữa, nhưng mà không rút ra được nhá. Về các bác nào mà có cách nào rút được thì rút nhá. Cần này sẽ là cần rút ra chứ không phải là cần đóng vào. Em lại dỗ 2-3 lần, càng ngày nó càng chặt rồi. Chặt lắm rồi. Còn câu thì không ảnh hưởng gì. Nói chung là câu thì không ảnh hưởng gì. Nói chung là nó sẽ hơi khoai một tí, cảm giác nó hơi khó chịu. Ở chỗ này thì có một cái lỗ dẫn cước nhưng mà nó mất rồi nhá. Con này giờ sẽ thành một chiếc cần tay thôi. Đấy, mã này là mã thứ con này nó nặng là 330g. Khá nặng ha. Mã thứ 21 ở đâu? Mã 21 từ đâu ấy nhỉ? 20 rồi này. Còn 21. Nơi bạc là 400 ngàn. Đấy, cần lỗ thì bán ra mày. 22 sẽ làm chiếc cần ISO dây trong 5m2 đọt số 5 của Japan luôn các nhá, Made in Japan. Con này là có zoom gốc nhá. Đấy, cho các bác đánh bạc hoặc là các bác đánh ISO tùy. Đấy, nó sản xuất là như vậy. Ở con này cũng được chủ sở hữu là người ta quấn một lớp màng cao su lon để bảo vệ cần ở gốc. Các đầu cần có quấn chỉ màu, quấn băng dính màu. Nhìn hơi bẩn. Em không thích, nó bóc thử ra xem nào. Xem nào. Bóc ra thì nó sẽ như thế nào. Người ta thích đầu cần màu này. Xong kỹ năng không có, cứ dán băng dính linh tinh bừa nhìn kinh nhìn được. Rồi, đây có nha. Đầu cần thì không vấn đề gì, nhưng mà họ thích dán vào cho nó đẹp thôi. Đấy. Tất cả các đầu cần ở đây là đều có cái băng dính này các bác nhé. Về các bác có thể bóc, xong là các bác có thể lau chùi sạch sẽ đi. Ui, mấy lớp nè. Cái lớp bên trong này nó lại dòng lớp, dòng kiểu như là keo lon ấy. Nói chung là có nhìn khá là bẩn cơ nhá. Đấy, đầu bu thì vẫn ok, cần ok, không lỗi làm gì cả, ngoài cái mà người chủ người ta có dán mà nhìn hơi bẩn thôi.
không dán thì con này nó rơi khoảng tầm 1,5 triệu cái này có nhá, nhưng con này nó đang bị bẩn bẩn nếu bác mềm hơn và cho bác chơi nhá. 5m2 đọt số 5, một chiếc cần dây trong cứng của Shimano, nặng là 430 g, gọi là 450 4.5 ly, 4 ngọn này, 4 này là giò hoạn, có giò họa phủ một lớp keo ở đây nhá, đo nó hơi to, cái em đo dưới này sẽ nhỏ hơn một chút xíu, 4 ly nhá, đợt 5 4 ly là đúng rồi. Còn này các bác là 1,000 đấy, phải cho bác lau chùi xử trí nhá, còn không thì nó sẽ đắt hơn. Rồi chiếc cần cuối cùng ngày hôm nay mã thứ 23 đấy, mã 23 này cũng làm chiếc cần của Daiwa nhá, dài 5m3 đợt 2, cũng make in Japan, cũng được chủ sở hữu của cái cần này. Ở chiếc cần này là 1 này, chiếc này là 2 này, chiếc này là 3 và chiếc này là 4. Hai chiếc cần cuối là nhìn hơi bẩn hơn một xíu, em để xuống dưới này để cho đây có nhá, nắp đít còn nhưng người ta cắm cái bảo vệ ở đây để chống tụt nắp đít. Ui, con này thì nó không quấn màu đỏ, nó lại quấn sang cái màu lâu lâu rồi cơ. Đấy, con này thì ngọn nó phun sơn màu xanh. Nói chung là nhìn nó cứ bẩn bẩn cái gì các bạn. Đầu bu đầy đủ nhá, không thiếu gì cả, nhìn nó hơi bẩn tí thôi. Đấy, con này bình thường thì nó khoảng tầm 800, lấy các bác là 500 ngàn con mã số 23 thôi, về cho bác sửa rửa lại cho sạch nhá. Đấy, cân nặng là 240 g. Ngọn là 3 ly, đấy hôm nay cho bác là 23 chiếc. Ngày mai lại tiếp tục lên hàng cho bác chơi nhá, các bác xem ưng nào ủng hộ cho em, hẹn các bác clip tiếp theo. Bye bye.